Rằm tháng giêng đi lễ chùa cần làm những điều gì để không mắc sai lầm khi dâng lễ? Mến chào quý khán giả thân mến! Đi lễ chùa rằm tháng giêng hay các dịp khác nhiều người đi lễ chưa đúng chỗ, cầu nguyện sai cách mà không biết. Rằm tháng giêng, nhiều người đi lễ chùa, tham dự các pháp đàn cầu an từ rước rằm cả tuần. Lễ chùa xong, mọi người thường tham gia phóng sinh, thả hoa đăng, cứu tế, chẩn bần, cầu an hồi hướng công đức để cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Nhưng nhiều người khi đi lễ chùa đã mắc sai lầm mà không biết. Sai lầm hay gặp là sắm lễ cúng Phật. Có người đã sắm cả lễ mặn và bày sai cách trên hương án. Sai lầm hay gặp nữa là dâng tiền mã, hoặc cài tiền thật vào đĩa mâm lễ, hoặc rải ở các ban khác. Lễ cúng Phật nên dâng hương, hoa, xôi chè, trái cây hoặc mâm lễ chay. Lễ vật không quá cầu kỳ, đồ lễ tùy tâm, tùy vùng miền nhưng tránh lãng phí, tốn kém. 1. Không dâng cúng vàng mã, tiền thật lên bàn thờ Phật. Giáo lý nhà Phật không ủng hộ chuyện đốt vàng mã, gây tốn kém. Tiền thật thì có thể đặt ở hòm công đức nhà chùa, không đặt ở các bàn thờ. 2. Thứ tự đi lễ không đúng. Khi bước vào nhà chính của chùa và cả đình đền phủ, không nên đi vào từ cửa giữa. Từ cổng tam quan đi vào nên đi vào cửa giả quan bên phải và đi ra bằng cửa không quan bên trái. Vào chính điện cũng không bước vào bên phải, ra bên trái và không được dẫm lên bậu cửa. Đặt lễ vật thắp hương ở ban đức ông trước tiên, như xin phép được vào lễ tam bảo, bởi đức ông cai quản các công việc ở chùa. Đặt lễ lên hương án của chính điện, thỉnh ba hồi chuông rồi hành lễ. Xong xuôi thì đi thắp hương ở tất cả các ban thờ khác, lễ ba hoặc năm lễ. Chùa nào có điện thờ mẫu, tứ phủ thì đến đó đặt lễ, dâng hương cầu theo ý nguyện. Lễ ở nhà thờ tổ, cuối cùng lễ tạ là hạ lễ, rồi tới nhà trai thăm hỏi các vị sư, có thể tùy tâm công đức. 3. Cầu xin sai. Ngày rằm tháng giêng quan trọng nhất trong văn hóa truyền thống của người Việt. Người dân thường sắm lễ dâng cúng thần linh, gia tiên tại nhà và đến lễ chùa. Nhưng vào lễ chùa không nên cầu những việc sau. Không cầu duyên. Duyên không chỉ là chuyện tình duyên nam nữ, mà có thể là duyên cha mẹ, duyên con cái. Đạo Phật không có cưỡng cầu, mà luôn hướng con người buông bỏ, giải thoát khỏi bể khổ, hướng tới những điều an lạc trong cuộc sống. Duyên chưa đến có cầu xin, cưỡng ép cũng không được, mà còn gây họa nhiều hơn phúc. Vì cố ép sẽ rơi vào vòng ân oán, sân si hơn thiệt là điều không nên. Cầu tài lộc danh lợi. Tài lộc danh lợi là vật ngoài thân, chết đi không mang theo được. Vì ham danh lợi, con người có thể vứt bỏ hết mọi đạo lý để theo đuổi lợi ích cá nhân. Tham lam, cuồng vọng thì khó có kết cục tốt đẹp. Phật chỉ phù hộ sự bình an, che chở cho mọi nhà chứ không phù hộ những điều khác. Vì vậy, khi đi lễ chùa rằm tháng giêng, chớ nên cầu xin tài lộc, danh lợi cho mình. Cầu thuận buồm xuôi gió. Đi lễ chùa nhiều người cầu Phật Thánh phù hộ, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió. Nhưng đó là điều không nên cầu. Cuộc đời có khó khăn mới có động lực để con người cố gắng phấn đấu, đạt tới cuộc sống tốt đẹp.
nếu mong cầu không gặp trắc trở, sóng gió gì trong cuộc sống thì khó mà trưởng thành qua năm tháng. Và không gặp khó khăn thì làm sao hiểu được và trân quý hạnh phúc khi bình an. Vì vậy đi lễ chùa thuận theo tự nhiên, hướng thiện, đừng mong cầu mình gặp chuyện dễ dàng, suôn sẻ. Cầu lợi ích cho bản thân. Phật Pháp là vô lượng, Đức Phật vô tư công bằng với tất cả mọi người. Ai cũng cầu lợi ích cho bản thân để hưởng lợi, vậy thì phần thiệt sẽ dành cho ai? Sự ích kỷ sẽ khiến con người sân si, tham lam, chẳng thể chọn đạo làm người. Nếu chỉ dựa vào cầu khấn mà có được điều mong muốn là chuyện không thể. Chẳng có Phật nào làm thế. Nếu con người gieo nhân tốt thì nhận quả tốt, gieo nhân xấu thì không thể nhận được quả tốt. Muốn có được những điều mình muốn thì chính mình phải cố gắng, phải năng tích đức hành thiện. Cầu người khác giúp mình, lúc khó khăn cầu có người khác giúp đỡ là tâm ý ỷ lại, ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, còn khiến bản thân trở nên mềm yếu, phụ thuộc vào người khác, rồi mang ơn, báo đáp, nên cuộc sống chẳng còn an nhiên. Vì vậy đừng cầu gặp được quý nhân, có người giúp mình vượt qua kiếp nạn. Mỗi người có số phận riêng, phải tự mình vượt qua nghịch cảnh, chứ không thể trông chờ vào ai. Hãy cầu cho mình có sức khỏe, nghị lực, ý chí kiên cường, không phải sợ hãi bất cứ điều gì, để cuộc sống thanh thản, hạnh phúc, vượng vận. Theo giáo lý nhà Phật, bệnh tật mắc phải là do đang phải trả nghiệp. Nghiệp này có thể là của kiếp này, cũng có thể là từ kiếp trước mà giờ phải trả. Vì vậy, đi lễ chùa chớ nên cầu hết ốm đau bệnh tật, bởi như thế sẽ sinh tham niệm. Bệnh tật sẽ hết khi chúng ta trả hết nghiệp của mình. Hãy hành thiện tích đức. Tu tâm dưỡng tính thì dần sẽ đẩy lùi được khổ đau do bệnh tật mang lại. Cũng như những nỗi thống khổ trong kiếp người, thân thể bệnh tật sẽ được cứu rỗi bởi tâm thiện lành. Cầu được báo đáp đền ơn. Cứu một người bằng xây 7 tòa tháp. Sống trên đời, nếu thấy có thể giúp được người khác thì hãy cứu giúp. Con người có cái tâm hướng thiện, yêu thương những người sống xung quanh ta với tâm tự nguyện, chứ không phải giúp người để mong cầu được báo đáp. Nếu giúp người vì muốn đối phương hàm ơn mà báo đáp, thì cái tâm đó đã lệch lạc, âm đức giành được theo đó mà tiêu tan. 4. Trang phục đi chùa phù hợp. Khi đi chùa, ngoài sắm lễ với tấm lòng thành kính, bạn cũng cần chuẩn bị trang phục cho phù hợp. Đến lễ chùa, tuyệt đối không mặc quần hay váy quá ngắn, các loại áo mỏng, xuyên thấu. Nên mặc trang phục gọn gàng, nếu có thể chọn áo cùng tông màu với áo chàng của các Phật tử thường mặc đi lễ là tốt nhất. Tới chùa, phải ăn nói nhẹ nhàng. Khi nói chuyện với nhà sư, nên chắp tay hình búp sen. Sau đây là những việc đi chùa nên làm. Vậy đi lễ chùa rằm tháng giêng làm gì và cầu gì? Nên cầu sức khỏe và bình an. Nên cầu hồi hướng công đức cho ông bà, tổ tiên đã khuất của mình. Nên cầu hồi hướng công đức cho cha mẹ, người thân hiện tại của mình được bình an. Nên cầu hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ. Nên cầu xin sám hối, hóa giải nghiệp dữ cho bản thân mình. Đi lễ Phật, không nên mong cầu Phật ban cho cái này, cái kia, mà cần thành tâm sám hối, ăn năn về những việc làm sai trái, về những tội lỗi mình đã gây ra, cầu xin cho có cơ hội được sửa sai, được làm lại cuộc đời, sống tốt đời đẹp đạo, hành thiện tích đức để tạo phước muôn đời, để cảm thấy an lạc hơn mỗi ngày. Cầu rồi thì cần có nguyện. Nguyện hiểu nôm na là hứa những việc có thể làm được trước cửa Phật. Hãy nghĩ kỹ rồi hãy phát nguyện. Không nên nguyện làm những điều khó có thể làm được, như nguyện đem tiền vàng,
lễ vật cúng dường theo thời gian nhất định chẳng hạn.